sóng giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay ta vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay ta muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay ta muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cứ thấy bao nỗi buồn rơi ta lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cứ thấy bao nỗi buồn phá không gian giam cầm ta trong những từ mỗi ngày. Đắm lên thế giới tôi đang nhìn kia trong gian nan. Rồi đi trước rồi, đi trước luôn đi. Trốn thôn quê, cùng nhau ba đêm vẫn chưa hết. Hôm nay tôi mới biết những vách núi treo leo, chợ phía xa ba tỉnh Lai Lang. Hôm nay tôi mới biết lúa nếp gói cơm là ngọt thơm hương Tây Bắc. Hôm nay tôi mới biết mai ngói vách tranh xưa. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, sách ta lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, nó gước ngược thở. Sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, sách ta lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn phá không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kia trong gian đằng xa. Ba đêm vẫn chưa hết. Hôm nay tôi mới biết những vách núi treo leo, chợ phía Sapa tỉnh Lai Lang. Hôm nay tôi mới biết lúa nếp gói cơm lam ngọt thơm hương Tây Bắc. Hôm nay
tôi mới biết mai ngói vách tranh xưa. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn dưới xa lô để ra đi.
À, 137.000 anh chị biết không? Các bạn thấy không? Phải đi gom từng chút một. Với tất cả những người ở đây, đều nói là đang còn thiếu 59.000 nữa. Thiếu 59.000 thôi là cho ông đi, đúng không? Sau ông thu tầm 8 người là ông sẽ được mớ tiền đáng kể. Và tổng giải thưởng của chúng ta trong chương trình này gần 10 triệu đồng tiền mặt.